Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Cảm phục một gia đình công giáo đặc biệt sống đạo sốt sắng giữa đời thường. Kính thưa cộng đoàn, trên Facebook của anh giáo dân Sáu Xây thường xuyên chia sẻ các clip hình ảnh về gia đình anh quây quần, lắng nghe lời Chúa, đọc giờ kinh chung, làm dấu thánh giá được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng công giáo và nhận được sự quan tâm chúc mừng, khen ngợi từ mọi người. Anh Sáu Xây được biết tới là một giáo dân nhiệt thành tại Thái Nguyên thuộc giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Bắc Ninh. Vợ chồng anh hiện quây quần bên mẹ già và ba người con thơ, một gia đình công giáo đông con. Trên trang Facebook cá nhân, anh thường xuyên đăng tải các clip sinh hoạt đời thường nhưng vô cùng ý nghĩa, xúc động của người công giáo. Nhiều người cho rằng gia đình anh sống đạo thật sốt sắng. Các cháu nhỏ thật ngoan ngoãn, lễ phép, gia đình anh thật bình an, hạnh phúc. Những việc làm đơn sơ của các thành viên trong gia đình anh Sáu Xây tuy giản dị đơn sơ nhưng là tấm gương sống đạo cho nhiều gia đình khác noi theo. Hàng ngày, mặc dù bận rộn công việc nhưng các thành viên trong gia đình vẫn sắp xếp để có giờ kinh chung trước khi đi ngủ. Lắng nghe lời Chúa. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chấp phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa trước khi ăn và khi du lịch với công ty. Xin lạy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời trong cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xác nhớ Cha chỉ nên đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Được biết, anh Sáu Xây và gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động tại giáo xứ, ban kèn trống, ca đoàn. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, có nhiều khi chúng ta lãng quên Chúa, sống đạo hời hợt. Hình ảnh của gia đình công giáo trên thật nhắc nhớ cho mỗi thành viên chúng ta biết sống đạo và giữ lời Chúa cho nên. Nguyện xin Chúa chúc lành tới anh và gia đình. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.